Chào mọi người, xin chào tất cả mọi người nha. Video này hướng dẫn cho các bạn tham gia chương trình iGroup từ dự án Unipod. Khi tham gia dự án, tất cả các bạn sẽ nhận được 0.002 token có cái hiệu là UNDP. Và một token UNDP này bằng 2.000 đô. Một token này nó đã list trên CoinMarketCap và CoinCapCoin các bạn. Và đã liệt kê trên sàn giao dịch là Uniswap nè. Là 2.000 đô cho một token nè. Để tham gia dán các bạn click trên phần link mô tả, các bạn mở cái Telegram, các bạn bấm nút start chat chatbot nè. Chương trình iGroup này nó sẽ kết thúc vào ngày 20/11/2020 nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue lướt gấp trang các bạn. Đây thì này nó có kêu đường form group tiền thì mình kêu group rồi mình hướng dẫn các bạn tiếp, còn nó tự phân phối thì ngon nha tất cả các bạn. Còn 51. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn thường lệ các bạn cũng join kênh group kênh trailer nha các bạn. Rồi các bạn join vào nè. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn join kênh trailer nè. Rồi các bạn cũng join vào nha các bạn. Con này khá là nhiều đông người sub chơi, 27.000 người tham gia. Rồi theo qua thì các bạn cũng follow đã list lên sàn Uniswap này các bạn. Rồi pin yếu rồi, rồi bạn tiếp tục follow theo quên các bạn để mình đi sạc pin cái rồi mình làm tiếp cho tất cả các bạn chờ mình chút xíu nha tất cả các bạn. Wow. Rồi các bạn chờ chút xíu nha tất cả các bạn. Hết pin mới hết pin thiệt các bạn. Rồi các bạn cũng theo dõi nha tất cả các bạn. Rồi các bạn chờ lót dán một chút xíu nữa tất cả các bạn. Chờ đứng luôn người ta. Các bạn cũng tự quyết là bài game đó nha các bạn. Về tự động nó về một cái coi các bạn ơi. Rồi các bạn test like nha các bạn. Rồi tiếp tục thì đâu có tiêu rồi ta, để mình trở về các bạn. Rồi các bạn, rồi các bạn join game group pin trailer xong hết các bạn bấm join nha tất cả các bạn. Đã listen Uswap mà giá 2.000 đô chục tôi cần khá là cao luôn nha các bạn. Sorry join telegram group bấm join nha các bạn, nãy gì mình mất mạng các bạn không có chuyện đây làm lại rồi, nãy mình join rồi mà sao nó văng ra ngoài ta. Rồi các bạn join vào group nha các bạn. Cho bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi bấm bấm đón nha các bạn. Rồi. Rồi bấm bấm đón tiếp nha các bạn. New follow to world. Rồi các bạn ghi là của username theo world của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn mở trang trader của mình ra, copy MMO của anh nè. Rồi các bạn gỡ nha các bạn, account MMO Ngọc Anh. Rồi các bạn bấm don nha các bạn. Refund producer Uniswap. Kêu này là kêu fan các bạn, chờ mình chút xíu nha các bạn. Đây nó kêu các bạn mở cái trình duyệt web của nó ra nè các bạn. Để mình coi nó gợi ý cái gì các bạn. Tại vì mình muốn làm theo hướng dẫn của nó thôi các bạn. Các bạn chờ một chút xíu nha tất cả các bạn. Chín. Các công cụ truyền thông nó thể hiện tôi sự du dịch. Bắt đầu. Rồi, các bạn nhập vào địa chỉ email của mình vào đi các bạn.
Rồi, mở máy đáp đơn nha bạn. Đâu có kêu mình đăng ký nhưng mà mình muốn đăng ký cái mail luôn, đăng mình cập nhật thông tin luôn không nha chứ các bạn. Rồi, nói coi như trailer không các bạn, muốn đón luôn các bạn. Rồi các bạn gửi chỉ ra rồi sẽ mấy chút qua đấy. Mấy sẽ qua. Các bạn copy chỉ anh của mình nè các bạn. Cái máy của mình chả hết nổi luôn các bạn. Bị thế giếng rồi các bạn ơi. Mỗi một ngày cập nhật vừa mà làm đủ thứ chuyện. Rồi các bạn gửi vào các bạn. Chạy tới hết nổi luôn. Té xong các bạn ơi. Rồi các bạn sẽ nhận được 0.0 mấy ta. Reset nè. Cái này cái số dư của mình nó chưa cập nhật các bạn ơi. Con này nó yêu cầu các bạn tuyển 10 ghép hay sao ta để mình coi lại người ta các bạn. Rồi tiêu rồi các bạn ơi, con này các bạn giới thiệu được tối đa là có 10 người đạo lợi người ta các bạn. Tại vì cái to cần này quá khá là giá trị người ta các bạn nên các bạn không thể nào tuyển được thêm 11 người các bạn. Rồi video clip tiếp theo từ mình nha.